đứa con trai duy nhất của ông Hà. Mẹ Tuấn mất sớm, ông Hà một mình nuôi Tuấn ăn học đến lớn, nên ông khá thương con. Tuy nhiên, chính tình thương của ông Hà đã làm cho Tuấn nghĩ lại và muốn trốn cha tụ tập theo nhóm bạn xấu. Tuấn, Tuấn ơi, cái gì vậy ba? Cái đấy. Rồi, đây, ba mua cho con đó. Được không? Được không? Mới mua hả ba? Ừ, ba mua lại của người ta. Trời ơi, mua xe, người ta mua xe mới đi, mua xe cũ sao chạy. Trời ơi, xe cũ nhưng mà nó hết mấy năng lượng hưu của ba đó con. Bây giờ người ta mua toàn tay ga không à. Đó, đã mua xe con rồi, mua xe cũ đó, chạy về mấy đứa bạn con nó cười con chết. Con còn đi học, chiếc xe này được rồi. Mày mốt á, học đại học xong á, đi làm á, có tiền tha hồ cũng mua gì mua, hiểu không? Chứ ba lo cho con ăn đi học, lên tới đại học là cũng đuối lắm rồi. Thôi, có gì xài đó đi con. Thử coi sao? Được không? Được không? Nghe máy cũng được á. Kệ đi, có hơn không? Alo, anh nghe nè cưng. Vô quá liền hả? Ôi, giờ trời mưa, mưa to luôn á, quá luôn hả? Ê, thôi, quá liền. À, bà xã gọi là ông xã quá liền. Ừ, đợi anh xíu nha. Ba. Hả? Cho con 2 xị đi. 2 xị con làm gì? Rửa xe. Trời đất ơi, xe này ba rửa sạch sẽ rồi, ba đổ đầy bình xăng luôn rồi, con rửa gì nữa? Trời ơi, ba nhà quê quá à. Ý con là xin 2 xị là đi rửa xe, là đi ăn mừng mua cái xe đó, phải rửa xe như ba nghĩ đâu. Cho 2 xị đi. Nè, cảm ơn ba. Ừ, đi rồi về sớm nghe không? Đi á. Chạy cẩn thận nghe không? Rồi, biết rồi. Sao? Ông già anh lo hết. Nhưng mà nhìn chiếc xe này cũ xì, chán vãi. Xe này mà đi nài á, chắc hết khói người ta quá. Ôi, có gì đâu. Chạy 1-2 lần đem vô lò độ cái là chạy tới nóc luôn. Lên. Thôi, thay vì được cha mua xe để làm phương tiện đi học, đằng này Tuấn lại sử dụng nó để làm phương tiện chơi bời, lêu lỏng. Càng ngày, Tuấn càng sao lãng chuyện học hành mà lao vào các cuộc vui cùng bạn gái của mình là Bích. Điều này làm cho cha của Bích vốn xưa nay đã có hiềm khích với cha của Tuấn giờ lại càng thêm xung đột. Ông Hà, trời mưa trời gió không có bán nữa, nghỉ rồi. Tôi đâu có mua gì đâu mà ông bán. Tôi muốn nói cho ông chuyện này nè. Vụ gì? Tôi đã nói rồi, tôi đã cấm con trai của anh quen con gái tôi. Vậy mà sao ông mặt trai mài đá, ông để cho nó cứ đeo theo con Bích là làm sao? Con của ông á, nó đi liêu lỏng, còn con trai tôi học đại học đàng hoàng. Ông nghĩ coi, ai đeo ai? Nó có chiếc xe, tối ngày cứ rủ dê con Bích đàn đốm đi chơi, nó khuy lơ khuy lắc mới về là sao? Thì ông giỏi á, ông lấy cái xích á, xích con ông lại, rồi mai mốt á, nó có bầu á, đừng qua đây khóc lóc tôi nghe không? Ông nói vậy mà ông nói được hả? Thử con của ông làm gì con Bích đi, ông liệu hồn, chú báo công an còng đầu nó đó. Ông giỏi ông báo đi, con ông á có bầu sao mà đổ thừa Tuấn hả? Chứ lại tôi nói 19-20 tuổi đầu, phải nít đâu. Thử đi con ông đi, nó làm gì con Bích đi, đừng có trách tôi nghe không? Ông mà đụng đầu chân của nó coi, tôi giết ông luôn á. Đừng có thách thức. Tôi thách ông đó. À, tại thách. Bích, có chuyện gì bác? Bác mua cho con chiếc xe, bác mua cho thằng Tuấn á, là để nó đi học.
chứ không phải cho nó đàn đúm. Còn con á là bạn với nó, con phải khuyên nó phải học hành đàng hoàng. Con gái con lứa mà cứ lông nhông làm sao, kiếm cái nghề rồi đó học đi con. Trời đất ơi, bác ơi là bác, chuyện của con để con tự tính. Còn anh Tuấn, bác đẻ ra ảnh mà, bác tự nói đi, nói con làm chi. Ở nhà ba con nói nghe đã mệt mỏi rồi, giờ gặp bác nữa thiệt là phiền phức mà, mệt quá. Mấy anh công cá hả, cho em câu với. Thiệt là khó dạy mà. Ba cấm con từ nay không qua lại con Quýt nữa. Ba nói gì vậy? Con mà qua lại nữa ba khóa xe không cho đi luôn á. Con Quýt nó có chân, nó tự do đi tìm tôi, tự nhiên cái ba cấm tôi. Mày né nó ra được không? Còn mấy năm nữa học là xong rồi. Sẵn đây ba nói chuyện học tôi mới nói á, tôi đi học theo ý của ba thôi. Không không học hoài như tụng kinh vậy á, chém con chết. Ba nuôi mẹ ăn học từ nhỏ đến lớn, còn mấy năm nữa xong rồi, mày muốn ba chết á. Hay lo cho con đây. Ủa sao giờ ba hay nói chuyện chết chóc vậy? Ba nói là ba hù tôi hả? Ủa ba khỏe rành rành vậy sao chết được? Chuyện nào ba chết đi tôi tính. Cái thằng này, mẹ nói cái gì vậy hả? Tôi nói vậy đó. Giờ tôi đi nhậu với mấy đứa, giờ tôi ba xị đi. Cái gì? Hôm qua mới đưa ba 200 ngàn đâu. 200 bự ghê ha. Uống hai ly trà sữa hết trơn rồi. Xài tiết kiệm đừng phung phí nữa con. Ba về hưu buôn bán một ngày mấy ly nước à, tiện đâu mà đưa con hoài. Thôi thôi không có rồi thôi, nhìn mày hoài. Quá chạy chậm với bò chứ. Xe mày cũ rồi, dẹp mẹ đi, đuôi gì nữa. Ê, mày có tiền không? Cho tao mượn vài chai coi. Tao đôn dên lên nồi này cái là chạy thẳng chắc luôn á. Nhắm mượn rồi có tiền trả ông ba. Nói chuyện coi thường tôi với bạn. Nhìn mặt tôi nè, thằng này mượn được trả được nha. Ờ, thì mày nói vậy tao cho mày mượn. Về làm nồi lại, đôn dên lên luôn. Ra cao tốc đùa vui lắm. Chơi chơi sợ gì? Tới luôn. Mày có thằng bồ cùi bắp, không có một xu dính túi nữa. Mày đặt yêu nó làm chi? Thì kệ ổng đi mẹ ơi. Ổng không có tiền nhưng mà ổng đẹp trai. Với lại chừng sau ổng đi học rồi đi làm có tiền nuôi tao. Lo gì? Tao nói cho mày biết, thằng bồ mày á, nó mới vừa mượn tiền ông Huy bộ tao nè để đi đổ xe đó. Tao không biết á là có tiền nổi để mà trả không nữa. Không có tiền trả thì ba ổng trả. Mày coi mà giữ thân cho kỹ á, dính bầu một cái ha là ba mày ổng xé xác mày luôn đó biết chưa. Thôi 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 đi mày ơi, đi chơi mà nói gì đâu không à. Ừ, tao nói không có thừa đâu. Thì bây giờ trẻ không chơi, già sao mà chơi được nữa. Chừng nào có bầu tính sao, lo cái gì. Gan quá ha. Trời, nè, mày chơi bời sao rồi ăn uống trúng thực, ói mửa tùm lum vậy? Có đâu ba. Nè con gái, lớn rồi, con muốn quen ai á, lựa mấy người giàu có đó. Quen cho nó đỡ cái tấm thân biết không? Chứ con quen chi cái thằng Tuấn, con của con cha Hà, nghèo xác, nghèo sơ à, có tài sản đâu. Quen nó hả, có nước mà khổ đó. Trời đất ơi, ba ơi là ba, thời buổi bây giờ mà thích là nhất thôi. Ba nói ngon nói ngọt không có nghe. Mày quen nó khổ quá, mày ráng mày chịu quá. Trời đất ơi, trẻ không chơi, già sức như ba đâu mà chơi. Trời đất, mày nói vậy luôn hả? Tao nói mày không nghe hả? Tao đóng cửa tao nhốt ở trong nhà luôn đó. Ba, làm gì với con luôn á hả? Chứ còn gì nữa, không làm vậy hả? Mày đi ra đường hả? Ôm cái bụng bầu đem về, có nước tao dụng với dòng họ đó. Mệt ba quá hả? Con cái gì nói không biết nghe, nói là cãi, nói là cãi. Bực mình.
Làm gì kêu anh quay gấp đó vậy? Nhớ anh hả? Không mới coi. Trời đất ơi, nhớ gì mà nhớ. Dính rồi nè. Dính gì? Dính bầu. Giỡn hoài. Thì tại anh nói hết với ai. Lần nào xong như vậy em đã kêu mua thuốc cho em uống rồi mà không nghe. Thì ai biết. Vậy giờ sao? Lựa lời nói với ổng chứ sao giờ. Mà thôi, chán quá. Chở em đi chơi đi. Sáng giờ ở nhà nghe ổng càm ràm mệt chết rồi. Càng ngày Tuấn càng sa lầy vào các cuộc tệ nạn và đam mê tốc độ hơn. Chiếc xe mà ông Hà mua cho Tuấn đã được độ lại và thay đổi kết cấu, và cứ thế leo lên xe là Tuấn không như bay, bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình và người đi đường. Kệ nó đi. Đi. Có nhiều nó xui thôi. Đi. Đợi tao. Nạn nhân của Tuấn được người dân sau đó phát hiện và đưa đi bệnh viện. May mắn được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch. Vụ tai nạn cũng được cơ quan chức năng điều tra và biết người gây tai nạn là Tuấn. Chú Hà, chú La, mưa gió này chú đi đâu vậy? Ngồi ngồi đi chú, để tôi vô tôi lấy nước. Dạ, thôi được rồi chú. Chú ngồi đi, con có chuyện gấp muốn nói chú. Chuyện gì vậy chú? Dạ, hôm nay á, con tới để gửi giấy triệu tập cho em Tuấn. Ngày mai lên trụ sở để làm rõ một vụ tai nạn. Tai nạn? Dạ, chuyện á, là mấy ngày trước, ở gần trường tiểu học, có xảy ra một vụ tai nạn. Sau khi cảnh sát giao thông trích xuất camera, thì thấy em Tuấn có liên quan. Nay con tới để gửi giấy triệu tập cho em Tuấn. Ngày mai lên trụ sở đội để làm việc. Chú la coi sao á, coi nhiều khi nó nhầm lẫn gì đó không chú. Chuyện làm hay không á thì em Tuấn phải đến làm việc và lấy lời khai cụ thể, sau đó bên điều tra họ sẽ kết luận. Nhưng mà con nhờ chú gửi giấy lại cho em Tuấn giúp con. Con có gì gấp phải đi rồi. Chào chú. Kể cơ quan chức năng đang triệu tập, mặc kệ cha mình đang lo lắng, Tuấn vẫn ung dung bỏ nhà đi lêu lỏng khắp nơi bằng chính chiếc xe của cha Tuấn mình. Ơi! Và Tuấn càng ngày, Tuấn càng sa đọa và bản tính càng hung hăng, ảo thẳng hơn, quên mất mình còn có một người cha hàng ngày lo lắng. Tuấn ơi! Tuấn! Con Bích có đi chung với thằng Tuấn còn không? Thằng Tuấn còn của ông, nó làm con Bích có bầu rồi. Đó, thấy chưa? Tôi cảnh báo rồi mà ông không nghe, giờ ông ráng nói chịu đi chứ. Ông nói gì mà ông nói được hả? Nhưng mà bằng chứng đâu mà ông nói là thằng Tuấn làm con Bích có bầu. Hồi sáng này á, tôi coi cái que thử thai. Lúc đầu tôi không tin, tôi đưa con Bích lên trạm xá. Người ta khám, người ta nói nó có bầu rồi. Thì nó có bầu là gì của nó. Mà chưa chắc cái thai đó của thằng Tuấn nữa. Nhiều khi có thằng Tèo, thằng Tâm, thằng Vinh, thằng nó rồi sao? Ông nói vậy, ông nói con gái tôi lăn lòn hả? Cái việc đó con gái ông xong hỏi tôi. Là phải làm đám cưới cho thiệt là hoành tráng, nghe chưa? Mời hết tất cả mẹ ổng luôn, nhậu một bữa cho thiệt là đã đó. Thì tất nhiên rồi, tao mà sợ gì ai đâu. Thì đúng rồi, ba mày nhiều tiền quá mà mày sợ ai? Tao chỉ sợ ông Tuấn thôi. Sợ gì đâu mày ơi, bất quá thì tao đẻ ra ba tao nuôi. Ê, mà tao có ý kiến này nè. Tao thấy á, ông Tuấn với lại ông Huy á rất là mê tốc độ. Hay là ngày mai tao với mày kêu ông ra
làm thử một trận coi, ai hơn ai biết liền. Sẵn đó tao quay lại một đoạn clip ha, tao tung lên mạng kiếm được like chơi. Gì chứ, ba cái đua xe ông Tuấn nhà tao là số 1. Vậy còn chờ gì nữa, triển thôi. Ok luôn. Chơi không mày? Chơi chơi, sao gì bạn? Chơi. 3, 2, 1. Ba làm gì vậy ba? Tao mua xe cho mày đi học, chứ không phải tụi mày đàn đúp. Còn nhỏ này nữa, đồ thất học. Mày đi nó có bầu xong rồi, để ba mày qua nhà tao bị bắn nhà tao kìa. Thì tại con chú, ai biểu nó hằng quan chi? Tụi kia mua thuốc uống mà không nghe. Mất dạy, tao đẻ được mày nữa vậy chưa? Ba thôi đi, đưa chìa khóa cho tôi. Mày làm gì vậy? Hả? Dù gì cũng phải cho đua xong chuyện này mới lấy chứ. Tao không đua là vì tao. Mày làm đua này. Dạ, khiếp, cái đánh tôi hả? Mất dạy, mất dạy. Con tao mày làm gì đó? Bà quýnh tôi đúng không? Bà làm tôi quê chứ không phải bạn gái tôi đúng không? Đánh cho bà biết. Làm cái gì? Mất dạy. Mày làm cái gì? Tôi cho ông biết. Mày định giết ba mày hả? Lại làm cái gì vậy? Lại cho tôi. Mày định giết ba mày hả? Cho ông chết đi, dám đánh tôi hả? Bác có sao không bác? Bác, anh làm cái gì vậy hả? Anh giết ba rồi kìa. Trong sự ức chế vì mất mặt với bạn gái, tôi quên đi ông Hà là một người đã sinh ra và hết mực yêu thương mình. Nhưng chính sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, tôi đã dùng chính món quà mà cha mua cho mình ăn học để tước đoạt mạng sống đấng sinh thành của Tuấn. Xét thấy tội của Tuấn đáng bị trừng phạt, hội đồng xét xử tuyên án chung thân đối với Phạm Công Tuấn. Đúng rồi Tuấn. Ba mua cho con đó. Nóng sốt dữ vậy nè. Con nằm im đi, để ba cổng là giám sát. Tôi đã cấm con trai của anh quen con gái tôi. Vậy mà sao ông mặt trai mài đá, ông để cho nó cứ đeo theo con bích là làm sao? Con của ông á, nó đi liêu lỏng. Còn con trai tôi học đại học đàng hoàng. Ông nghĩ coi, ai đeo ai? Nó có chiếc xe, tối ngày cứ rủ dê con bích đàn đốm đi chơi. Nó khuy lơ khuy lắc mới về, là sao? Dù sao giữa ông Hà và ông Hải cũng có tuổi, nên tìm cách hay hòa giải mâu thuẫn trước giờ để định hướng giáo dục con cái tốt hơn, tránh giữa hai gia đình càng thêm xung đột. Mời mời anh ngồi. Anh Hải qua nhà tôi có gì không? À, cũng có chút chuyện. Thằng Tuấn á, nó đang tuổi ăn học, tương lai thì cũng còn phía trước. Còn con gái của tôi á, con Bích á, nó cũng còn non nớt, mà lại suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Hai đứa tôi nó có tình cảm với nhau, tôi thấy cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà tôi tới cũng nói với anh là nên khuyên Tuấn cố gắng học cho giỏi, cho nó thành tài đi. Rồi sau này thì tụi nó có tình cảm với nhau thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Anh nói cũng phải, cái chuyện hai đứa nói là tôi biết lâu rồi. Tôi không có cấm hai đứa tìm hiểu nhau, nhưng mà quan trọng là đặt việc không phải hàng đầu. Anh thấy đúng không? À đúng. Rồi còn con Bích con anh á, tuy nó nghỉ học văn quá rồi, nhưng mà nó phải kiếm cái nghề nào nó học để ổn định cuộc sống sau này đó anh. À tôi thấy cũng đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh. Ba hả, cho con 2 xị đi. Con làm gì? Rửa xe. Trời đất ơi, xe này ba rửa sạch sẽ rồi, ba đổ đầy bình xăng luôn rồi, con rửa con gì nữa? Trời ơi, ba nhà quê quá à. Ý con là xin 2 xị là đi rửa xe, là đi ăn mừng mua cái xe đó, phải rửa xe như ba nghĩ đâu.
tình thương của cha dành cho con thì vô bờ bến, nhưng cũng tùy lúc mà ông Hà chịu con. Nếu thấy Tuấn chưa nhận thức được việc học quan trọng hơn thì ông Hà phải có biện pháp răn đe và giáo dục Tuấn lại. Đi ăn mừng mua xe đó chứ đâu phải rửa xe như ba nghĩ đâu. Chiếc xe này ba mua cho con á là phương tiện của đi học chứ không phải đem khoe bạn bè. Ba nói gì vậy? Con xin có 200 ngàn mà ba nói ghê vậy ba. 200 ngàn đối với ba không quan trọng, quan trọng là nhận thức của con á. Con trưởng thành rồi con biết không? Ba nói nè, khi đi học có sử dụng, còn không thì thôi. Biết rồi. Chở nó đi bệnh viện đi mày ơi. Cãi nó đi. Khi gây tai nạn cho người khác, trách nhiệm của Tuấn và người bạn là phải đưa nạn nhân vào bệnh viện cho dù ai đúng ai sai. Nếu bỏ trốn thì Tuấn đã cố tình vi phạm pháp luật. Chưa hết, nếu nạn nhân ảnh hưởng đến mạng sống thì Tuấn càng có tội nặng hơn. Anh ơi, tỉnh lại rồi, có sao không anh ơi? Nhưng mà vô bệnh viện lớn già tao biết rồi sao? Nhưng mà thà để ba mày biết còn hơn á, để người ta chết ở đây á là tao với mày mang họa đó. Vậy giờ mày phụ tao đưa người ta vô bệnh viện đi. Đi. Thời gian gần đây, tình hình đua xe trái phép diễn biến phức tạp. Việc tổ chức đua xe trái phép không chỉ gây náo loạn tại nhiều địa bàn dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn thách thức trật tự pháp luật. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn nguy hiểm này. Mặt khác, chính gia đình có con cái đang ở độ tuổi mới lớn cần phải giáo dục, răn đe hay cung cấp phương tiện giao thông phù hợp để tránh xảy ra những hậu quả khôn lường.